chợt nắng vườn nhiều lá non, người lên tiếng hỏi người có không, người đi vắng về nơi bé bồng, đừng phai nhé một tấm lòng son, thuyền nào đã chờ mất thuyền quê. Chiếc lá nằm giữa vườn hoang, người đâu đó một chút tình riêng. Nhà im đứng, cửa cài đóng then, vườn mưa xuống, hành lang tối tăm. Về thôi nhé, cùng chào cuối xuân, hờ hững thế loài hoa trắng hồng, chào chiếc lá. Xin chào, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để thưởng thức video vườn xưa. Thì Phượng mong là cả nhà cũng đã thưởng thức trọn vẹn và thích cái bài hát này giống như Phượng. Hôm nay Phượng muốn chia sẻ với mọi người về một cái bí quyết, đó là bí quyết chăm sóc da mụn. Thì trong cái video vừa rồi khi mà nói về sản phẩm kem chống nắng của Pia Velvia thì Phượng có chia sẻ với mọi người làn da của Phượng là làn da nhạy cảm, dễ lên mụn. Cứ mỗi lần cái mặt của mình mà nổi cục mụn lên là mình ám ảnh, mình sợ hãi, mình phải tìm cách mình tiêu diệt nó liền. Thì may mắn là Phượng đã tìm một cái bảo bối cứu cánh cho mình mỗi lần mà da mình lên mụn. Đó là sản phẩm tinh dầu ngừa mụn của Pia Velvia. Pia Velvia là một thương hiệu nội địa Nhật có tuổi đời 40 năm. Thành ra các bạn yên tâm về cái sự uy tín của người ta ha. Sản phẩm này không phải là thuốc trị mụn nha, mà nó là một cái tinh dầu ngăn ngừa mụn. Nó có chiết xuất từ thiên nhiên, không hương liệu và không có dầu khoáng. Tinh dầu có mùi tự nhiên từ rễ tía khô hay còn gọi là củ ba kích tím. Nó có tác dụng là giảm viêm, giúp da mau lành và không để lại sẹo. Khi mà
da mặt của Phượng bị mụn á, là Phượng sẽ rửa mặt sạch trước, sau đó là cái chỗ nào mà có cái nốt mụn vừa mới nổi lên á, Phượng sẽ dùng một chút xíu tinh dầu này chấm vào cái chỗ đó, thì nó sẽ giảm được cái tình trạng sưng tấy và nó cũng không có bị đau. Thì sau vài ngày là Phượng thấy cục mụn nó xẹp và nó không có sưng viêm như hồi xưa nữa. Có nhiều khi là cái cục mụn nó khô còi và nó chốc ra luôn. Thì Phượng dùng thấy rất là hiệu quả, thành ra Phượng muốn chia sẻ với mọi người có một cái điều rất là đáng tự hào của sản phẩm này, đó là tinh dầu ngừa mụn Pia 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 vào tháng 10/2019 đã từng nhận giải thưởng sản phẩm ưa chuộng tinh dùng nhất trên trang mỹ phẩm Anan Nhật Bản. Phụ nghĩ sản phẩm này sẽ là một cái bảo bối cứu cánh cho những bạn nào mà da dễ lên mụn giống như Phượng. Mỗi lần cục mụn nó chớm là mình chấm lên cái thôi, không cần phải lo lắng là cục mụn nó sẽ phát triển, tại vì nó sẽ không phát triển đâu. Nhà sản xuất họ cũng khuyên là mình nên sử dụng sản phẩm này chung với nước thần cho da mụn cùng với mặt nạ tạo biển, thì da sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn và chữa lành nhanh hơn. Hiện nay Sankyo Việt Nam là nhà phân phối chính thức cho sản phẩm Pia Pale Pia tại Việt Nam, đang có một cái chương trình khuyến mãi, đó là khi mà các bạn mua một sản phẩm tinh dầu ngừa mụn của Pia Pale Pia thì các bạn sẽ được tặng một cái combo gồm 3 mẫu thử của sữa rửa mặt dịu nhẹ, mặt nạ tạo biển và kem chống nắng non oil. Bạn nào quan tâm về sản phẩm này thì các bạn có thể xem thông tin chi tiết bên dưới phần mô tả của video này, mình đặt hết ở dưới rồi, thì các bạn có thể liên lạc với nhà phân phối để họ kịp thời tư vấn và đưa sản phẩm đến các bạn nhanh nhất có thể nha. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phượng chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn luôn có một làn da đẹp và luôn luôn tự tin. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.